Thứ 6 lộc lá ngày mưa gió đây. Anh em nào mua xe ngày hôm nay thì hơi bị lộc lá luôn đấy. Đấy. Mưa gió người ta cứ bảo là mưa thì chả ai đi xem xe, đi mua xe cả. Tuy nhiên nó chỉ là lý do thôi, chỉ cần có lý do là em sẽ phi đến Thái Nguyên ngay. Đấy. Anh chỉ cần lý do thôi. Thì ngày hôm nay thì buổi sáng sớm thì cũng đã được các bác chủ ở Phú Thọ ủng hộ một em Hyundai kia rồi. Hyundai 1.25 đã về làm dâu Phú Thọ rồi. Đó. Và anh em ở 18 đây, anh em ở 18 cũng đang xem xe. Đang xem xe. Đấy, mưa ngoài trời mưa rất là to do ảnh hưởng của bão nhé. Rất to luôn, thậm chí là chắc là phải mưa hết tuần này ấy. Mưa rất to luôn. À, buổi sáng này thì một chút nữa nếu mà ngớt ngớt thì sẽ tranh thủ đi review một số những mẫu xe mới về. Thì mới về một con K2007 đời 2013 này, mới về một con 500B đời 2017 này, mới về một em thùng dài K2007 đời 2010 này, đấy K165 đời 2015 biển Hà Nội này, sàn Inox này, về nhiều lắm. Đợt này về nhiều nhưng mà mưa quá cho nên là một ngày tranh thủ cũng chỉ quay được tầm 2 clip cho anh em thôi. Đây là em ngày hôm qua cũng lên sóng chi tiết cho anh em rồi, cũng chưa kịp dán rủ gì, chưa quay, hôm qua em quay rồi, quay đăng rồi, chưa kịp dán rủ gì cũng đi dán. Tất cả dầu máy các thứ là ok hết rồi, sạch sẽ, chưa dọn rửa gì nhiều đâu bác ạ. Chưa dọn rửa gì luôn đấy, chỉ rửa nước thôi. 1, 2, 3 bạn. Chính xác đấy. Này nó chạy nhiều. À, thực ra thì cái công tơ mét thì nó đơn giản lắm bác, quan trọng là xe hình thức như nào và tổng thành nó ra làm sao thôi. Cái số km thì em chỉ luôn cách để tua km luôn rồi. Còn đâu là xe đi ít hay đi nhiều, quan trọng là nó giữ, phải giữ xe. Nó phải đi rồi phải giữ xe. Đấy chứ bây giờ bảo 2-3 bạn hay 5 bạn thì nó chỉ là phút mốt thôi. Đấy. Lâu lắm rồi em cũng không tua công tơ mét rồi, em cứ để thế rồi. Tại vì quan trọng anh nhìn cái màu bơm của máy xe này, màu bơm này. Nó vàng ươm từ lắp đàn cò này, nó vẫn còn nguyên này. Cái tem cò của nó này, nó có cái tem cò này. Từ lắp đàn cò luôn. Đấy, từ lắp đàn cò nó vẫn còn nguyên. Đây là tem cò của nó này. 2017 thì đẹp hơn. Nhưng mà bảo xuất sắc hiện tại thì 2017 thì chưa có con nào xuất sắc cả. Nó chỉ nhỉnh hơn một tí thôi. Còn đâu là nếu mà xuất sắc trong để em đánh giá thì chưa có. Con biển 22 ở kia anh cân đối xem con biển 22 ở kia. Chỉ xem màu xanh dương thôi đúng không? Biển 22. Đời 15 như này thực sự là cái bơm này, anh nhìn cái bơm này nó nhiều con không bằng á. Con số nguyên bản hết. Con số nguyên bản hết. Anh xuống mà xem, anh ngồi xuống tất cả keo vẫn là keo của nó. Tất cả nguyên như anh xuống anh xem. Ai bảo hạ rồi ở chỗ nào anh? Côn và số vẫn còn nguyên, máy còn nguyên. Máy nguyên, máy zin. Đông quá. anh xem chi tiết một con đã, có máy thì không thể chê được con này rồi, khẳng định. Chắc thì mình mới đưa ra được cái quyết định nó đúng đắn. Ừ.
các bác vẫn đang xem K165. Còn các bác này thì cũng mới đến, chưa biết xem xe gì. Anh xem K165 à? Không biết, anh có đến cái chỗ luôn rồi đó. À rồi. Anh lấy con K3000 ngang. Trời vẫn mưa giả dích anh em ạ. Vẫn mưa giả dích. Đấy. Mà khi thử xe là các bác cũng kiểm tra luôn là thùng là cũng phải đóng luôn nắp thùng nhá. Nhiều bác quên mở nắp thùng ạ. Đây các bác đây cũng xem K165. Trước là bác bán cho mình con 212. Đồng thế. Đồng thật đấy. Đây, đây là toàn bộ khung cảnh tiếp khách trời mưa. Tí nữa em sẽ bàn giao xong xuôi rồi, tí em bàn giao em này này. Đó, tí nữa em sẽ bàn giao em Hyundai Porter 1.25 này. Mới về em này này, em này là thùng dài. Đây, xong xuôi rồi. Mưa gió quá. Em muốn xem hai con, em lấy hai con. Hai con á? Em lấy một cho một người nữa. Đời nào? Cũng như này luôn, cứ 15, 17 nhưng xe phải đẹp. Biển 22 và con biển 29 đời 15, biển 22 đời 17, biển 29 đời 15 nữa. Anh kiếm con 17 đẹp nhất đi, đẹp nhất của anh thì cho nó dễ. Hiện tại xuất sắc thì chưa có con xuất sắc, nhưng mà nếu mà để đẹp nhất trong cái bãi này thì 17 thì có con biển 22. Đấy, màu xem, xanh. Để em xem con này cho nó tí nữa anh mang anh con này về. Ừ, ừ. Nguyên đây tất cả mọi thứ không cấn độ gì cả đấy, tất cả nguyên. Con này là chính chủ, nó được chính chủ từ đầu luôn, em mua chính chủ ngay trên đây luôn. Tất cả cái nhang này nó vẫn là nhang zin luôn đấy, nhang zin luôn đấy, chưa có tem, nhang zin luôn, cam kết luôn nhang zin. Đúng rồi, có cái kính này là thay vỡ đúng không? Thay kính trước rồi. Đấy thì em hỏi xem có gì không? Hôm qua thì em bảo luôn đấy đấy. Xem lại clip em tả rất là chi tiết rồi. Mày chưa đi thôi, tranh thủ sơi đã, đói quá rồi. Ăn bánh mì, vợ em có ăn cơm đâu. Ăn heo thì có ăn rau với lại đấy thôi. Em bảo anh luôn mà. Em chịu. Em tả em tả chi tiết lắm tất cả. Không biết con nào đẹp không. Còn tất nhiên là bán xe bảo hành. Đâm đụng giải lại xe được chưa? À, thì bây giờ là còn phải cái phần giá thôi. Vâng. Thì anh cứ làm đấy thì giá em cũng báo anh từ nhà đấy thì những cái gì mà em hỗ trợ được thì em hỗ trợ, hoặc là bớt bằng tiền hoặc là hỗ trợ anh 301 thì đấy thì bạt bủng các thứ thì em lùi em hỗ trợ anh 2 triệu, 308 triệu. Anh muốn thay thì thay, không thay dùng tiền đấy để đầu tư cái gì đầu tư cho dễ. Ừ. Hôm nay mùng 6 âm. Dương là 6 âm à? Dương là 11. Cộng với ngày sinh của anh đấy là vừa tròn 209. Vâng. Anh sao nào hỗ trợ tí thì ra cái việc anh không làm bao giờ. Anh cứ đấy, anh cứ cân đối đi. Rồi là em đọc cái giá rồi, em có tí công thời điểm này anh em hộ nhau là chính. Có tí công là em để thôi. Thì anh mua thì anh. Vâng. Một chút là thế, theo nguyện vọng của anh là như thế nào thì anh bảo anh em mình gặp nhau nó dễ. Đúng không ạ? Chưa. Anh em mình gặp nhau nó dễ.
em định lấy thêm con, nhưng mà thôi tốt nhất để ông lên tự xem bây giờ có làm sao cái đúng rồi, đúng rồi. Đợt này đi lại nó khó khăn, nhưng bọn em nên để cho thằng trên này nó xem xong thì bọn em lên thì cái là bốc luôn. Vâng. Đỡ đi mất lại. Vâng vâng. Nên không được về tiền test biết đi về nó khó khăn. Hôm qua là hôm nay lên thì hôm qua nó đi xem cho. Vâng. Đấy thì cái vâng thì anh xem ưng ý rồi thì cái giá cả thì 2.9 thì em không làm gì được, nhưng mà anh cố gắng lên một tí, mỗi bên thì em lùi một tí, anh cố lên một tí thì thứ nhất là em cũng có tí công, và thứ hai nữa là anh cũng có cái xe tốt anh dùng thì nó sẽ hợp lý cả hai bên. Vâng vâng vâng, đấy thì xe nó cũng xứng đáng đồng tiền bát gạo thôi anh ạ, chứ nếu mà xe mà nó xấu xấu và nó lỗi thì em cũng không dám báo cái giá đấy, mà anh cũng chả mặc cả gì cho mệt, anh cũng chả thèm xem luôn. Nhưng mà xe thì nó cũng ưng ý, thứ nhất là một phần ở anh, và thứ hai nữa là anh em cũng gặp nhau rồi thì anh cân đối lại cái xem anh gửi thêm cho em một chút 7 triệu 10 triệu thì anh em gặp nhau nó dễ, còn đâu là xe thì lùi sâu quá thì nó khó cho cả bên bán lẫn bên mua. Em thì em cũng đọc lên giá thị trường thôi. Là các bác cứ phải xác định là tiền nào của ý. Đấy, tất nhiên rồi. Nó mà không đẹp chắc chắn bọn em cũng mua thế. Vâng. Thì bọn em cũng phải đẹp thì bọn em phải mua cao. Như thế. Như quan điểm của em thì em cứ tính như này, bây giờ là một con xe anh nhập về thì nó bán bây giờ ít ra nó phải được tầm 20. Em không được đâu. Ít nhất phải được 20. Ông bến bãi thợ thuyền anh em phải một mình làm đâu. Ô, tùy dòng xe. Nó được khoảng tầm chục triệu là tốt. Nếu mà Kia được chục triệu là may. Em ở đây bán 80 con. Chục triệu là quý rồi. Đúng rồi. 80 con đây là chỗ này là 8 anh em 8864. 8216 là anh Phúc đấy đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. 10 triệu công nhân đi làm cả tháng thế là anh Phúc rồi. Thành niên rồi. Đây. Xong và các anh một anh Đạt thì lại bay một tháng anh. Còn 5 triệu. Con đấy nó xứng đáng đồng tiền bát gạo, em khẳng định với anh như vậy. Vừa ấy về còn chỉ rửa nước thôi á. Máy móc nhá, máy móc anh nhìn cái bơm nó mướt luôn, nó vàng ươm luôn. Cái bơm ấy, riêng cái bơm thì không làm lại được anh ạ. Anh mua hai xe hai giá này khác, mua một xe giá khác. Cứ cho được con này đi đã, con 2007 này kiếp. Lấy một đấy. Anh cho con 2007 là đời cao nhất, đẹp nhất. 2013. Màu xanh dương, mùi bạc. Mới về. Bây giờ mình giá 29 được, nhưng 295 thì có thể bán, nhưng mà nếu mua hai con này 29 thì bán đó. Nó còn một thì mà. Chứ anh chỉ để đấy. Đúng rồi, bán hàng đấy mà. Đúng rồi, đúng rồi. Mua một cân khác, mua hai cân này là cái gì? Mua 2 tặng 1 tính tiền 3. Nó cũng là con này bây giờ nó cứ ra là 29 295 gì đấy. Mà này nó là đánh lên không phải đánh lên không hay là không ạ. Không phải đánh lên, anh tháo biển thôi. Biển số lên. Biển số lên thôi. Không cần cả số khung. Về Nam Định thì phải cả. Lúc đăng ký thì cả. Nhưng rút thì không cần. Uy tín mà anh làm trọng gói. Anh yên tâm đi. Em về Nam Định, nhà anh khách ở Nam Định hôm trước về Nam Định nhá, đi giao xe về Nam Định phát thế live stream lên đây Bắc ở ngay khu cũng sân trường nhà anh ấy, phi một phát xe máy ra thế, tư vấn một hồi chắc là 10 phút chốt kèo luôn. Thế hôm sau, hai hôm sau lót sàn xong cho anh ấy để ship về. À, cho em hỏi nhiều thì nhá, bây giờ như xem bạn em này, bây giờ biển 34 bây giờ em nó muốn kiểu rút hồ sơ về đăng ký biển 18 này, anh hộ được không? Được. Em được, hộ được. Chọn gói là bao nhiêu anh? Tùy xe anh ạ. Đấy, cao 165, 216 anh ạ. Anh mua anh có lấy chứng minh hộ khẩu. Xin đi nó rẻ hơn. Thì bây giờ cơ bản là bây giờ là phải về anh đấy. Mua, anh hỏi lại cái anh bán đi xem có chứng minh hộ khẩu không? Thì em mua thông qua người khác. Người 34 về 18 à? Thế mới nói là anh mua. Nó rẻ mà. Anh không cần mua chính chủ anh. Đời 16 thì nó chỉ rơi vào tầm 20, nó có phải chính chủ đâu, em là người thứ hai đúng không? Nhưng em sẽ phải có trách nhiệm lấy cái đấy cho 9 anh. Triệu quay đầu. Có cái đấy, tất cả. Đấy quay đầu. Thì triệu bán mất thêm 1 triệu nữa. Đây. Là tầm là trong giá bao nhiêu? Tầm 9 triệu quay đầu. Tầm đấy, còn đâu là lúc là anh làm thì em hỏi chính xác giá cho. Cứ tầm 9 triệu quay đầu thôi. Đúng rồi, nó chỉ thế thôi. Đời 16 thì chỉ thế, đời 17 nó khác. Đời 15, 16 lại rẻ, đời 17 lại khác.
phải cao hơn. Nếu mà thích nào thì nó đắt hơn ở Thái Nguyên này. Ví dụ bây giờ em đi lên 2 triệu anh qua làm hay hai em làm luôn nhau nó dễ. Công như là sao? Để đăng ký biệt tỉnh đi nó sướng. Chính chủ nào cần thì mình khai đi. Đúng rồi. Nào cần thì rút được. Mình không làm đâu, nó nhiều đường dân, nhiều lúc mình đi làm thì sẽ lâu hơn. Đúng rồi, mỗi người một mảng mà. Khi nào mà khi mà anh làm con 20 này xong ra tên ấy, khi em gửi hồ sơ về cho anh ấy, anh cứ lộp thuế đi. Lộp thuế đi. Cho anh cầm lên đến tới tỉnh, lên đến phòng, anh điện cho bọn em cho dịch vụ vào đồ công an cho anh. Nhưng mà thằng Nam Định nó bắt kiểm tra xe đấy. Đúng rồi. Thủ tục này nó lằng ngoằng không? Không có gì mà lằng ngoằng cả. Nghĩa là anh sẽ ngồi ở nhà xuống em làm cho. Thì cái dịch vụ nó xuống đến anh hơi xa, từ thành phố xuống hơi xa đúng không? Thì anh đi nộp thuế đi. Xong còn lên đến công an ấy thì là em sẽ bỏ dịch vụ hỗ trợ. Nó chỉ lấy anh ngoài cái vấn đề mà bình thường nộp cho công an xong, ngoài anh chỉ lấy anh 300 nghìn ấy. Là xong. Mình không mất công. Nó nhanh. Nhanh. Mặt thuế thì nộp. Phải dưới luyện đi. Vì ấy, ví dụ như anh ở Mỹ Lộc thì thằng dịch vụ nó đến nó lột ra gần. Nhưng mà xuống đến anh thì hơi xa, nó lại lấy cộng thêm mẹ 500 nghìn nữa. Để công đi nộp. Thì từ thành phố xuống Xuân Trường nó xa, 40 cây. Anh nghe chưa? Thì anh cứ đi nộp với bình thường đi, thì lúc giờ là cái hồ sơ nó chính chủ của anh mà. Con đi đâu? Anh cứ đến nộp thuế ở huyện này. Vâng, thằng thuế đấy bị thu ở tại huyện. Nghĩ được 3 ngày cái vấn đề đấy. Vâng, cứ huyện nào huyện đấy. Thế thôi. Xong lên tỉnh. Xong lên tỉnh thì lúc bây giờ em sẽ điện em hỗ trợ. Phải đánh xe lên. Đúng rồi. Anh cứ cầm hồ sơ đi đi theo. Anh làm cái chữ giá lên đầu xe đi đăng ký thế thôi. Không cần phải gì cả vì ở thằng Nam Định anh yêu cầu phải đánh xe đến. Thì tôi là hồ sơ chính chủ. Tôi đang trên đường lên để cho công an thẩm định. Không thể nào bắt anh được. Thực sự là cái giá mà thực sự là cái giá mà tốt nhất em để cho anh được rồi. Anh cũng suốt từ sáng nay không nặn nội gió mưa anh xem xe thì cũng rất là nhiệt tình rồi. Vâng. Đấy cho nên là em cũng không phải là nói nhiều làm gì. Anh em gọi là có tí công mà anh cũng xứng đáng cái tiền đấy bỏ ra mua con xe đấy là được. Và đâu là sẽ có những con xe ở nhà em, thậm chí ở bãi này có những con 215 em cũng chỉ bán tầm 290. Thậm chí vẫn còn ra lộc cho anh. Đấy, có. Đây cản cái này ấy xong rồi này. Chưa đăng làm. Lần còn phải thêm cái ấy nữa mà. Cái gì để bắt vào ấy? Bát. Là cái bát. Anh bảo 300 thế nào nhỉ? Không, em khắc ra lộc cho anh yên tâm, em khắc ra lộc. Anh gửi em khắc ra lộc cho anh. Thật anh là đánh nhau hôm nay này em ra chỗ chợ Chu ấy. Định Hóa. Là hôm qua em gọi anh trước mà tôi trước vào chỗ anh. Đây đấy. Vâng. Gửi cho em đấy. Vâng. Đăng ký đăng kiểm cũng Thái Nguyên mình. Vâng ạ. Nhưng mà em bảo là thôi cứ vào chỗ anh. Được cái đấy luôn, phân xem nhiều lòng vòng. Vâng. Mất thời gian. Thì xem phán rồi con 10 năm này nói chung là nó xứng đáng đồng tiền bát gạo thôi em đây. Còn tiền thì anh. Đấy. Anh chạy thử vòng đi. Anh chạy suốt đi. Không, anh cứ ra anh chạy tự tay anh chạy cảm nhận. Thôi nhưng con này nói chung là nên được. Nên chạy nó khác nhưng còn anh chạy nó khác. Không, nó vẫn khác anh cũng nhìn người lái. Bây giờ chạy về luôn đây. Giờ phát về lại từ cơ mà. Chạy cho nó quen. Chạy về quê kéo về từ. Anh chạy về quê đi. Bây giờ về chỉ có ăn thịt chó thịt chó thôi. Con 2007 không? Xem qua không? Cứ xong một cho ông đi. Con này là 300 ra lọc thêm 3 triệu này à? 2 triệu à? Không, em ra lọc cho anh bình thường em chỉ ra lọc 200 thôi. Nhưng mà anh đến đây có lẻ có lo thì em anh gửi em 300 em ra lọc cho anh 500. Đấy. Bình thường nhà em thì cũng chỉ ra lọc 200 thôi tại vì là 500. Ừ. À 290. Anh cứ gửi em 300 em khắc em ra lọc cho. Nó như nào nhỉ? 299 triệu 500 nghìn thì ảo thật đấy. Có gọi là tí may thôi chứ lọc nó không nhiều. 299 triệu 500 thả 900 đi đỡ bực. 500 anh cứ gửi đủ em ra lọc cho. Không
299 triệu nha, chốt nha. Em cũng không dám trả rẻ anh đâu, thật, bởi vì cái nào đấy mà trả quá thì ông anh em cũng thiệt. Mưa gió đây có tí lọc bị máu ấy. Vâng vâng. 4 giờ chiều hôm qua vì Nam Định lên anh ạ. Đi 250 cây. Phát là đi luôn anh ạ. Lên đây chắc là ở nhà anh em nào à? Nhà em ở Đại Từ đấy. Em hai quê mà, vừa Nam Định vừa Đại Từ. Em cứ đi về suốt đi. À đấy ạ. Thì em chuyên trẻ. Tầm 4 giờ đăng ký luồng xanh em test xong cái đấy. Ngay này, lại này nhờ bà về lấy giấy tờ. À, bây giờ chốt con này nhá, xong rồi anh cho em xong con này 2007. Rồi, xe mới này tầm đời cao là 100 thì còn về lâu về dài thì đấy rồi. 200 được. Đấy đông anh em đông. Các bác đã chốt kèo em biển 20. Đấy. Và xin hẹn lại bác ở Phú Thọ dịp sau. Cái này anh giữ lại nhá, giữ lại hết cho em nhá. Cái này là giấy chứng nhận điện tử bảo hiểm tự nguyện đây. Đây tên nó bảo hiểm thân vỏ. Bảo hiểm thân sự cơ mà. Đấy là cái quan trọng đi qua phạt to đầu. Đúng công an gọi là cái này đăng kiểm và cái trách nhiệm thân sự đấy. Đúng rồi. Thì nó coi như là thiếu một thứ. Ê, mã QR đây. Nó có mã QR rồi mà. Thay tên ở trong kia cập nhật, ở đây cập nhật luôn anh ạ. Anh cứ đi tí nữa là cập nhật là vừa. Cần gì phải đợi đâu, không cần in đâu, ở đây có rồi. Sấy lên. Em cảm ơn anh nhá, có gì với em mai nếu mà có duyên lại lấy tiếp con nữa. Nhá, cảm ơn anh. Đấy, phát tài phát lộc. Mưa này có lộc lắm ấy. Xin mỗi bộ ốp bánh xe không cho. Được. Anh mà cho bộ ốp bánh xe. Về thay dầu máy đi về. Thế là ok. Ok. Đấy. Của con gấu trúc này bán là mua ấy. Không sấy gì cả. Ok, chúc anh em vạn dặm bình an. Xin chào.